Bản tin Việt Nam đầu tiên cho hay là Hoa Kỳ sẽ đưa USS Milwaukee làm nhiệm vụ tại Biển Đông. Tờ Milwaukee Journal Seminal hôm 22 tháng 11 vừa qua đưa tin Hoa Kỳ sẽ đưa chiến hạm tàu duyên USS Milwaukee đến làm nhiệm vụ tại Biển Đông trong thời gian tới. Tuy nhiên, chưa rõ thời điểm tàu tuần duyên trên sẽ có mặt để tham gia tuần tra tại Biển Đông. Đô đốc là Brian Antonio cho biết USS Milwaukee cũng giống như là USS Fort Worth đã làm rất tốt nhiệm vụ đại diện cho đất nước và hải quân của Hoa Kỳ. USS Milwaukee được thiết kế tuần tra gần bờ và chạy với vận tốc nhanh hơn nhiều so với các tàu tuần tra khác có thể chuyển đổi chức năng tấn công sang nhiệm vụ rà phá bom mìn và tác chiến chống tàu ngầm. Nó đã trải qua giai đoạn thử nghiệm tại hồ Michigan sau khi được hoàn tất tại nhà máy đóng tàu là Marinte phía đông bắc của bang Wisconsin USS Milwaukee là tàu chiến ven biển lớp Freedom thứ ba được đóng tại Marinte. Cuối tuần trước, thì hãng tin Reuters đưa tin Hải quân Hoa Kỳ dự kiến thực hiện chiến tuần tra thứ hai tại Biển Đông của khu trục hạm USS Lassen vào cuối năm nay. Ngày 27 tháng 10, thì Washington điều USS Lassen vào vùng 12 hải lý quanh đảo nhân tạo trung cộng bồi đắp trái phép ở biển Đông nhằm thách thức yêu sách chủ quyền của nước này. Đây là động thái mà giới chức Hoa Kỳ cho rằng Washington muốn nhấn mạnh quyền tự do hàng hải của mình trong các vùng biển quốc tế, còn Bắc Kinh gọi đó là một hành động khiêu khích từ phía Hoa Kỳ.